Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một cái video giới thiệu về dòng sản phẩm của Mazda, đó chính là Mazda CX-8 2020. Mazda được sản xuất tại và chế tạo tại nhà máy Mazda và sản xuất vào những tháng cuối năm 2017. Được sản xuất tại các nước như Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc. Mazda CX-8 là một cỡ xe SUV hạng trung được sản xuất bởi Mazda. Đây là một phiên bản 7 chỗ của CX-5 lần đầu tiên được công bố vào ngày 14 tháng 9 năm 2017. CX-8 là chiếc SUV đầu tiên và là hàng đầu của Mazda tại Nhật Bản vì CX-9 lớn hơn và không được bán tại quốc gia này. Ngoài Nhật Bản, CX-8 còn có bán tại Trung Quốc, Châu Đại Dương và các nước Đông Nam Á. Với sự ra đời của CX-8 2020, CX-8 được Mazda cho ra đời với 4 phiên bản là Deluxe, Luxury, Premium, Premium AVKD với giá lần lượt là từ 1 tỷ 149 triệu đồng, 1 tỷ 199 triệu đồng và 1 tỷ 349 triệu đồng và 1 tỷ 399 triệu đồng. Về diện mạo của nó, thời thượng, khung gầm, cứng cáp, đa số những mẫu SUV cỡ trung trong phân khúc đều có cấu trúc khung gầm body on frame. Do đó, khi Thaco giới thiệu Mazda CX-8 2020 sử dụng khung gầm liền khối unibody, nhiều khách hàng đã tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú bởi lẽ cấu trúc khung gầm liền khối unibody chỉ thường áp dụng cho những dòng SUV hạng sang vì có chi phí sản xuất cao. Khung gầm này sẽ giúp cho CX-8 vận hành ổn định hơn, hạn chế tối đa tình trạng rung lắc trao nghiêng và đồng thời tăng độ cường, độ cứng cáp cho thân xe. Diện mạo của Mazda CX-8 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Corolla, linh hồn của sự chuyển động, vốn rất được khách hàng trẻ Việt Nam ưa chuộng, điển hình như Mazda 3 2020 mới ra mắt Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Mazda CX-8 sở hữu thân hình to lớn với kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4900 x 1840 x 1730. Phần đầu xe CX-8 là sự kết hợp giữa những đường LED của CX-9 và CX-5. Chi tiết lưới tải nhiệt mở rộng sang hai bên gồm những thanh ngang mạ chrome sáng bóng vay mượn từ CX-9 nhưng được làm mỏng hơn, trong khi đó cụm đèn trước vuốt nhọn và khe khuếch toán trải dài hết đầu xe tương đồng với CX-5. Hiệu năng chiếu sáng của CX-8 được khách hàng đánh giá rất cao nhờ sự sử dụng đèn pha LED kèm theo là các chức năng tương thích thông minh tự động cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Đèn sương mù của CX-8 cũng là dạng đèn LED, nhìn lướt qua phần hông của CX-8 trông giống như một phiên bản trục cơ sở dài của CX-5. Bộ mâm Cositai 19 inch đa chấu lần đầu tiên được trang bị cho CX-8 cũng đã được CX-5 và thế hệ thứ 6, thứ 5 thừa hưởng. Chi tiết khác biệt nhất trên CX-8 so với CX-5 là đường viền chrome xung quanh cửa kính nhằm tăng vẻ sang trọng. Bên trên là cặp gương chiếu hậu có khả năng gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Về phần đuôi xe của CX-8 2020 cũng khá tương đồng với CX-5, tuy nhiên CX-8 thiên về sự sang trọng, do đó ống xả có hình dạng elip thay vì khối vuông thể thao như CX-5. Cụm đèn hậu có thiết kế LED 3D nổi bật, được nối liền với thanh ngang kim loại. Về phần nội thất của xe, Mazda CX-8 có trục cơ sở dài đến 2930mm, do đó xét về độ rộng rãi bên trong khoang cabin, Toyota Fortuner hay Ford Everest không phải là đối thủ xứng tầm với CX-8 khi kém hơn lần lượt với các số đo là 185mm và 80mm. Đóng cánh cửa lại, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp ngay chi tiết gỗ Aoyos cao cấp trên phần ốp cửa giúp tôn lên phong cách sang trọng khu vực khoang lái, không có nhiều sự khác biệt so với CX-5, vẫn là màn hình dạng nổi, các cửa gió hình mũi khoan, thanh kim loại trải dài trên mặt táp lô với chiếc vô lăng đa chức năng ba chấu bọc da quen thuộc. Chi tiết đắt giá nhất trong khoang nội thất của CX-8 chính là chất liệu da lapa đắt tiền được bọc da ghế ngồi, do đó hành khách sẽ có cảm giác đang ngồi trên những mẫu xe hạng sang, điển hình như Mercedes. Hãng xe Đức rất thích sử dụng chất liệu da lapa. Bên cạnh đó, hàng ghế trước có chức năng chỉnh điện và sưởi ấm, hàng ghế thứ hai được trang bị rèm che nắng chỉnh cơ có thể trượt, ngả lưng gập 60-40, hàng ghế thứ ba có chỗ để chân khá thoải mái, có khả năng gập thẳng theo tỷ lệ 50-50 để gia tăng không gian chứa đồ. Về tiện nghi, xe Mazda CX-8 2020 có khả năng làm mát tốt nhất trong phân khúc nhờ được trang bị dàn điều hòa tự động 3 vùng độc lập giúp làm mát cực nhanh và sâu, hỗ trợ các
cùng các cửa gió cho hàng ghế phía sau. CX-8 2020 còn tự tin mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao ăn đứt tất cả các đối thủ với dàn âm thanh Bose cao cấp gồm 10 loa. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu rất nhiều tính năng giải trí như hệ thống Mazda Collect, màn hình cảm ứng 7 inch định vị GPS, đầu DVD, Mazda Radio, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điện thoại thông minh, AUX, USB, Bluetooth, dàn âm thanh 6 loa. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu trong, chống chói tự động, gạt mưa tự động, rèm che nắng cửa phía sau, cốp sau chỉnh điện. Vận hành của xe mượt mà, êm ái theo tất cả các phiên bản Mazda CX-8 2020 đều sử dụng chung một khối động cơ Skyactiv 2.5 lít có khả năng sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô men xoắn cực đại là 252, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Riêng với phiên bản CX-8 Premium AVKD được trang bị hệ thống dẫn động 2 cầu AVKD cho khả năng approach mạnh mẽ, đồng thời giúp cải thiện độ bám đường trong điều kiện thời tiết xấu. Ngoài ra, CX-8 còn được bổ sung chế độ Sport mang đến cảm giác lái thể thao khi di chuyển trên đường trường hoặc cao tốc. Khả năng giảm xóc trên CX-8 được đánh giá rất cao, nhất là khi băng qua các ổ gà nhờ sử dụng treo trước sau Max Bresson liên kết đa điểm đi kèm lạp. Bộ lốp dày có thông số là 225/55R19 giúp tăng cường sự êm ái. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng phanh trước sau dạng đĩa so với các đối thủ trong phân khúc. Khả năng nội nước của CX-8 2020 khá lép vế bởi khoảng sáng gầm xe chỉ đạt 185-200mm. Tuy nhiên, gầm thấp cũng có lợi thế riêng giúp cho xe có độ bám đường tốt, xe bớt chồng chành khi vượt qua các chướng ngại vật. Về hệ thống an toàn của xe được đánh giá là thông minh nhất trong phân khúc. Mẫu xe 7 chỗ ngồi của Mazda được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như 6 túi khí, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, cảnh báo phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cruise control, khóa cửa tự động khi vận hành, camera lùi, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ xe trước sau, màn hình hiển thị thông minh trên kính lái ADD, phanh tay điện tử tích hợp, tự động giữ phanh. Ngoài ra, Mazda Việt Nam còn cung cấp các gói an toàn với nhiều tính năng thông minh hiện đại bậc nhất trong phân khúc, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chênh lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước, phía sau. Mazda CX-8 thực sự là mẫu SUV 7 chỗ đúng nghĩa dành cho những khách hàng thích sự hưởng thụ cùng với những trải nghiệm sang trọng bậc nhất. Không chỉ để hưởng thụ, chủ nhân còn có thể tự tin sử dụng để gặp gỡ các đối tác nhờ vẻ bề ngoài đẳng cấp bóng bẩy, điều mà những chiếc Fortuner hay Everest khó có thể sánh bằng. Em mong rằng những chia sẻ vừa rồi về những thông tin của chiếc xe sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang muốn tìm hiểu về dòng xe này. Anh em có thể đến các showroom đại lý của hãng xe Mazda hoặc Taco để cùng trải nghiệm cầm lái trên chiếc xe này. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.